Ta dúng sang đây một chữ không, nên tiên tác Phật đã ở bề trong. Bằng trên mặt giấy tầm pháp bổ thì tụng niệm đó già đời rất uổng công. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta thấy được đạo vị quyền sâu là ám chỉ cho cái sâu kín của Phật pháp, nó nằm ẩn ký ẩn kín ở trong tâm chứ không ở ngoài đó. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy cũng dạy đó, là dầu cái người mà tu muốn thành tiên tất Phật hay bị đọa thành ma thành quỷ thì cũng do nơi tâm. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma rồi tiên hay Phật nó cũng là tai nó. Thì thưa cô bác anh chị em, vậy thì Thích Ca đạo vị quyền sâu, sở dĩ cái câu thứ hai là rạch tim xem được một bầu linh quang. Rạch tim là ám chỉ cho cái tâm của mình đây nè, như tim là tâm. Nếu ai trở lại tâm mà tu đó thì cái người đó mới phản bổn quần nguyên, mới trở lại với cái chỗ thật tướng của chân tâm diệu minh đó, đó là cái Phật tánh của mình. Thì trong kinh Phật thường nói ngã tâm tự hữu Phật, tự Phật thị chân Phật, tự nhược vô Phật tâm, hà xứ cầu chân Phật. Nghĩa là tâm mình giống có Phật, Phật trong tâm mới là ông Phật thiệt. Còn trong tâm mình không có Phật thì đi cầu ông Phật thiệt chỗ nào? Đó, cho nên phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đó, tức là tất cả các tướng hình thức bên ngoài đều là giả ảo. Đó, nếu mà chúng ta trở lại cái Như Lai trạng tánh ở bên trong thì đó mới thật là cái người tầm đạo của Đức Phật khi xưa. Cho nên rạch tim mà xem được đó, tức là chúng ta trở lại hồn quan phản chiếu thấy được cái tâm của mình thì chừng đó chúng ta mới thấy được đạo. Cho nên từ đó rạch tim xem được là một bầu dinh linh quang, là ám chỉ cho cái chủ sâu kính mầu nhiệm nó. Nếu mà chúng ta đã rọi được cái bản la thanh tịnh chân tâm diệu minh thì chúng ta sẽ thấy được cái Phật tánh. Mà hãy thấy được Phật tánh rồi đó thì tức là chúng ta đã thông suốt được tam giới rồi đó, đã đắc được đạo tại thế gian của bác anh chị. Cho nên lục tổ Huệ Năng khi xưa hoặc là người thân dạy nó được như vậy là cũng một cái điều tốt. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó thuộc qua kinh, rồi nó thuộc qua những cái bài cúng đồ của Đức Phật, Đức Thầy. Cho nên bà con vùng sâu vùng xa hoặc là các nước người ta bây giờ người ta cũng thấy nó còn nhỏ mà được như vậy. Còn bữa nay quý cô bác mình ngồi đây là những bậc lão thành không à, đang trang nghiêm. Cho nên là cô bác người ta ở phía xa ta không có tham dự được, nhưng ta gặp cái buổi hôm nay cũng là một cái điều quan hỷ cho những người ở xa. Thôi thì trở lại cái chương trình, giờ đây thấy quý cô bác mình cũng như đồng đạo mình đã ngồi ổn định rồi, trở lại cái chương trình hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý bậc lão thành, đại diện cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cùng kính đến quý chú bác và anh chị em đồng đạo hiện diện có mặt kính mến. Được biết hôm nay là ngày 11 của tháng Chạp năm Quý Mão, cũng là ngày từng mãn phục cho hiền thê của cậu Sáu và nó trong gia đình. Cho nên quý cô bác xa gần khi nhận được lời mời cũng dính chút cái thời gian trở từng mãn phục, hôm nay cũng không kém cái phần long trọng. Anh em chúng tôi cũng từ ở Tam Nông xã Phú Cường cũng có cái nhân duyên lành gặp gỡ quý cô bác hôm nay. Vậy lời nói đầu tiên chúng tôi gửi lời chúc phúc và tri ân cùng tán dương tinh thần ủng hộ Phật pháp của toàn thể quý vị hiện diện có mặt hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý cô bác, chúng ta sanh vào cái thời kỳ mạt pháp, phước thì nó mỏng, nghiệp thì nó dày, chướng thì nó sâu, huệ thì cạn, nhưng mà mai duyên ngàn năm một thở. Gặp được cái giáo lý của Đức Phật và Đức Thầy, vì Đức Thầy cho biết xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây. Hoặc là kỳ xả tội nay còn một lúc, sau không tu đặng có hưởng nhờ. Cho nên kỳ này mình may mắn gặp được Phật ra đời là một. Cái thứ hai nữa kỳ xả nữa, chứ không xả không biết tu chừng nào mới có hoàn thành. Cho nên một cái điều ân huệ trong cái thời kỳ là hạ nguyên này. Thì hôm nay trong cái bầu không khí trang nghiêm như thế này thì cũng nói với quý vị mình là hôm nay cũng có anh Mười Lon ở từ cái xã Phú Cường của huyện Tam Nông. Mới đây anh cũng khoảng chừng mười mấy ngày nay anh cũng bị ngã xe. Bác sĩ cho biết là không biết mình được bao nhiêu cái bê sườn mà nó gãy hết 9 cái. Nứt 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 chứ không phải gãy.
nứt nứt không à, và cho nên nằm viện có 7 bữa ra. Cho nên bữa nay cũng đi đây để rồi dầu ít nhiều đứng lên đây gặp bà con mình à. Cho nên đi thì trong gia đình con cháu thì nó không cho đi, nhưng mà anh nói gì đạo pháp, gì giáo lý của Đức Thầy, anh nói là thà là hy sinh trên diễn đàn chứ không đầu hàng vô điều kiện. Cho nên từ chỗ đó anh mới thân hành theo đây à. Thôi thì trở lại cái chương trình hôm nay, quý cô bác mình đã biết trong cái thời kỳ mình đã là may mắn rồi, nhưng mà khi xưa đó Ấn Độ là 49 năm để hoằng pháp độ chúng sanh, nhưng mà trước khi vắng mặt đó là trước khi nhập nếp bàn mà ông A Nan còn tiếc, huống chi mình đó là thầy mình có 7 năm 10 tháng là 7 ngày thầy để vắng mặt. Khi mà Đức Phật lúc gần nhập diệt thì ông A Nan tha thiết khẩn cầu, chắp tay quỳ gối cúi đầu bạch cùng Đức Phật hỏi câu như vậy: Đức Tổ Phụ là thầy ba cõi, khi hiện tiền học hỏi dễ dàng, đến khi ngài nhập nếp bàn những điều thắc mắc khổ nạn hỏi ai? Đức Phật mới giải bài tục lý này: A Nan để ý nghe đây, xem tạng kinh lực là thầy, phương châm hộ thế độ rài các ngươi, giàu ta cách muôn đời cũng thế, trọng lực kinh như thể trọng thầy, mới là khỏi bị đọa đài, mới là giải thoát khỏi ngài đọa xa. Còn Đức Thầy chúng ta khi vắng mặt, Đức Thầy có viết lại một bài từ giả bổn đạo khắp nơi. Đức Thầy viết ngày 1 tháng 4 năm Canh Thìn, đến ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn, người Pháp đến tổ đình dời Đức Thầy đi lên Tân Châu về Cần Thơ. Trong bài Đức Thầy có viết: xót lòng cậy nước ma ha, hớp vô ba hớp ắt là lặng tâm, thân khùng đêm vắng khóc thầm, cựa mình cũng nhớ giấc nằm nào an, từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy, giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa, tỉnh sai trong giấc mộng qua, mơ màng cũng tưởng như ta bên mình, tuy là hữu ảnh vô hình chớ dâng lòng tưởng, sân trình đáo lai cho đàn pháo tay quý của bác ơi. Và vậy trước khi lên cái chương trình ngâm qua giáo lý của Đức Thầy hoặc trao đổi qua lời dặn ngọc của Đức Thầy, thì mong cái hội trường chúng ta đồng đứng lên để chúng ta hướng về lễ đài, để chúng ta kính lễ Đức Phật và Đức Thầy, để biết cái công ơn của Đức Phật và Đức Thầy ban rải cái giáo pháp cho chúng ta được hưởng thời kỳ hạ nguyên. Nói đầu tiên của chúng tôi là chân thành gửi đến gia đình cô bác anh chị em lời vấn an sức khỏe, lời chào mừng kính cẩn và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thôi, thời giờ có hạn, chúng tôi dành lại cái thời giờ đầu tiên này để rồi chúng tôi để lại cái phần sau. Nguyễn cũng như Lê Minh Châu, tất cả các vị giảng viên ngày xưa cũng ra đi rồi, thì chúng tôi là người thế hệ ở phần sau, cho nên vì lẽ cũng nối tiếp thêm một phần nào đối với cái chương trình Phật Pháp. Nên vì lẽ mà sự gặp gỡ của bác anh chị em, nếu trao đổi có những cái nghĩa mà chưa được sáng lắm, tức là tối nghĩa, hoặc là sai qua một cái từ ngữ nào, thì mong rằng các vị câu đồ cũng như cô bác anh chị em trí thức hoan hỷ và chỉ dạ cho chúng tôi xin cúi đầu lãnh giáo. Thì thôi, thời giờ có hạn, để chúng tôi cũng xin nói một phần nào về phần đầu tiên thôi. Thì hiện nay đó thì chúng tôi cũng bị cái nghiệp nó cũng mà dồn dập nó, cô bác anh chị. Hồi năm rồi đó là cái tháng chạp này nè, thì chúng tôi nằm ở bệnh viện 20 ngày. Cũng vì té xe mà nó phía bên tay trái đây nó đi sắp về phía bên tay trái đây, từ cái tay lên đến cái mắt này nè. Nó mai cũng thôi, nếu có đầu dập xuống thì đã chết rồi. Thì chỉ bị về cái độ mềm thôi, chứ chưa có bệnh vấn đề phần xương. Nhưng mà bữa nay đó thì té cái đợt này nó nặng hơn cái đợt trước. Thì chúng tôi nằm nghiêm phía bên tai mặt nữa, bên kia thì năm rồi ta thấy bên tai mặt nữa thì dường như hai bên nó muốn đồng. Dạ. Té kỳ này nặng hơn là bác sĩ siêu âm cho biết là 7 cái 3 sườn tôi nó đã gãy đó. Rồi xuống dưới ở bệnh viện Hữu Nghị nó nói thêm 2 cái 3 sườn nữa là 9 cái 3 sườn. Hết trơn rồi, 9 cái 3 sườn. Dạ. Rồi nhất là cái dạ dày này, khi té xuống nằm nghiêng vậy nè, rồi đi chùi tới cái dạ dày này nó bị nghĩa là gãy, sau đó người nó nói là gãy xương đòn dai, thì kể như cũng tầm mức quan trọng lắm. Rồi khi tôi đi đó thì mấy đứa con nó hay tin, nó nói: ông ba ơi, ông ba chưa có mạnh mà, nếu mà ba đi nữa thì đi về sợ nó vết thương nó hở ra rồi nó cũng nguy hiểm. Thì tôi nói thôi không sao đâu, bây giờ nói với mấy các con nhớ là bây giờ trước sau gì ba cũng ra đi à,
Vậy thôi bây giờ gãy mới na thế bớt bớt kệ, đi để đáp ứng theo sự nhu cầu chung của đồng đạo, đóng góp phần nào đối với tinh thần của tổ thầy khai đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì thôi mấy đứa con yên tâm bắt đi giấy lát rồi ba về, cho nên tôi cũng có nói với mấy đứa con tôi vậy. Thì thôi thời giờ có hạn, vậy thì giờ đây thì chúng tôi mời trong cái hội trường chung của bác anh chị em cũng như ban tổ chức, thì nếu có những cái điều trao đổi trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ít nhiều thì mời quý vị đồng nêu lên để chúng tôi làm cái tiền đề trao đổi trong buổi văn mai hôm nay. Mời ông Sư Nguyên Duy. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa qua thì Huynh Mười tôi cũng có lời nói đầu tiên thăm hỏi toàn thể quý vị mình hiện diện có mặt hôm nay. Thôi thì bây giờ trở lại cái chương trình đi. Mình coi cho Huynh Mười tôi đảm trách qua cái gì, bàn với Lựng ha, là hoặc làm sao. Tôi thấy bàn Lựng hay hơn chứ quý vị mình ở đây là thâm niên hết trơn rồi à, đã dùng gần cái dùng thánh địa rồi, phước nhiều lớn rồi, tu cũng lâu rồi. Bây giờ chỉ gạn hỏi một hai câu là để đưa lên, để rồi Huynh Mười tôi trình bày với quý vị mình coi có đúng nghĩa hay là không, hoặc là nó còn sâu cạn gì đó, góp ý thêm. Mời đi. Trong tay tôi bây giờ hiện giờ chưa có cái đề tài nào trong tay hết trơn á. Mời mình lên đây trực tiếp luôn. Giới thiệu mình ở đâu, quê quán, làm nghề gì cho bà con ta biết luôn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em, tôi xin hỏi chú Mười hai câu. Là Thích Ca đạo dĩ quyền sâu, rạch tim xem được một bầu linh quang. Nhờ chú Mười giải cho trong hội trường nghe và cùng chúng tôi đồng nghe. Xin cảm ơn chú Mười. Nam Mô A Di Đà Phật. Ủng hộ cho nằm bó tay cái đề tài của đồng đạo Huynh Sáu mình đi. Và mời anh Mười vào chương trình. Thưa cô bác anh chị em, giờ đây thì cái đệ Bảy Ly này là em ruột của Tư Bé, là người ở cùng chung một xã với chúng tôi. Tiếc gì Tư Bé đã mãn phần ra đi, chưa tròn được một năm cô bác anh chị em. Làm với cái phận sự công tác của đạo sự là thượng ngôi tam bảo trong ba ngôi thờ cúng của mỗi gia đình, nếu ai có muốn quy y theo Phật giáo Hòa Hảo. Thì cái chương trình của cháu nó là 9 năm không sinh hoạt vấn đề gia đình gì cả, mà chỉ lo vấn đề được tiếng gọi của cô bác anh chị em đến tại tư gia. Thì cháu nó cũng đồng thân hành đến nơi, dầu là ở xa cũng như là ở gần, có nhiều khi ở Bến Tre nó cũng dẫn đi nữa. Thì cái tinh thần hiếm có, mới cái đợt rồi nè, tôi đã điều trị con mắt ở thành phố Sambon. Sau khi trở về ở nơi nhà ngọ trụ của nhà trọ của mấy đứa con đó, thì tôi nên làm chim bao gặp Tư Bé về thăm tôi đó. Tôi cũng lâu gặp ông Mười quá, là có gặp và nói y như vậy đó. Thì thôi giờ đây trở lại nơi đây thì cháu nó ở nơi Hiệp Xương. Tôi cũng có quen biết cái số bà con ở bên đó, như là Úc Lộc đó, thời gian chúng tôi có đi đến đó để cầu nguyện một lần. Thì giờ đây chúng ta được tái ngộ gặp lại nơi cái hội trường tại nhà của chú Sáu Thu đây, để cháu nó đưa lên hai câu trong sấm giảng của Đức Thầy. Thích Ca đạo dị quyền sâu, rạch tim xem được là một bầu linh quang. Mãn còn tư lự tình tang, thuyền từ tới bến thanh nhàn bớ dân. Thưa quý vị, bây giờ hai câu này nó nằm ở đâu? Có phải nằm trong bài Giếng Làng Mỹ Hội Đông? Bài làng Giếng Làng Mỹ Hội Đông thì viết hồi nào? Có phải ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, gồm có 108 câu, đồng với cái bài Khuyên Người Giờ Lòng Phước Thiện mà cháu Lan đã đưa ra có hai câu à? Thích Ca đạo dị quyền sâu. Bài đạo dị là gì? Thôi giờ để chúng tôi trình bày qua phần xứ xong rồi, giờ đến cái phần chú nghĩa và bình luận một phần nào trong hai câu giảng của cháu nó đưa lên đây. Thích Ca là gì? Thích Ca là cái từ ngữ họ của Đức Phật Thích Ca khi xưa đó,
là họ Thích Ca từ đây cũng ngỡ sẽ có người nối nghiệp hoàng gia đó. Đọc lại trong quyển Khuyến Thiện chúng ta, Thích Ca là họ của thời kỳ trước đây đó, của con của vua Tịnh Phạn Vương. Thành ra dịch nghĩa theo Phạn văn, Thích Ca dịch ra là gọi là năng nhân, Tào dịch gọi là cái người mà có cái công năng để rồi đưa chúng sanh ra khỏi nẻo sanh tử luân hồi. Cho nên năng giả thiên quyền phương tiện khúc tự cư nghi, tức là có chữ năng đó là có các công năng để rồi dùng phương tiện thực và phương tiện tiệm để đưa chúng sanh ra khỏi bể sanh tử luân hồi. Năng giả thiên quyền phương tiện khúc tự cư nghi. Rồi hôm nay đó là hôm nhân giả trí đức hồng ân phổ triêm vạn loại thị đại từ lợi vật giả. Chữ nhân có công năng là làm tất cả những cái việc lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, nên gọi là năng nhân. Từ ngữ theo Phạn văn dịch lại bằng tiếng Tàu. Thì thưa quý vị, giờ đây chúng ta thấy được vừa qua là từ ngữ xong rồi đó. Để Thích Ca đạo vị khi Ngài đã xuất gia thành đạo rồi, thì khi đã thành đạo rồi Ngài trụ thế 49 năm, cho nên ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng. Từ đó 49 năm dân du giáo hóa độ chúng sanh, thì thời gian Ngài tịch vào ngày rằm tháng 2 năm cái thời gian đó, trái lại là Ngài đã được 80 tuổi đó cô bác anh em, 80 tuổi. Thì lịch sử của Đạo Phật trên 2568 năm, kể là năm nay đó, thì đã có trong cái thời gian lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quả thật là trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẳn thật khó so, dòm trong cõi thấy rộng to, một người đó cũng khó sánh đo cùng Ngài. Hay là Ngài là vua pháp thật cao, khắp trong ba cõi không sao sánh tài, tiên trời đều kính đạo thầy, cha lành hết thảy đó bốn loài chúng sanh, là nón sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Thành ra từ đó hôm nay đó, Đức Phật là đứng đầu trong cái vấn đề, trong cái cảnh giới Ta Bà này. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy mới dùng cái danh từ là Ta Thừa Dưng nó xác lệnh Thế Tôn, tức là Đức Phật Thế Tôn Ngài là một trong 10 danh hiệu lớn trong Phật học từ điển: Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật và Thế Tôn. Ngài thành ở cõi thế, người ta tôn người lên gọi là Thế Tôn. Vậy thì từ ngữ của Đức Phật Thế Tôn, từ ngữ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nói là một vị, có thể nói rằng trong thời kỳ của thứ hai trong tam thế chư Phật, quá khứ Phật, Nhiên Đăng Cổ Phật, lập hậu Liên Trì Đại Hội, rồi tương hiện tại Phật là Thích Ca Mâu Ni, Ngài lập hậu là Linh Sơn Đại Hội để cứu tập tất cả các bậc La Hán và Bồ Tát, đến tương lai Phật là Đức, là Di Lặc Tiên Quang Phật, là Đức Thầy chúng ta đây. Thì giờ đây chúng ta thấy được hiện nay Thầy dùng cái danh từ này nói trong cái bài Vấn Lằng Mỹ Hội Đông: Thích Ca đạo vị quyền sâu. Bởi vì khi Ngài đã thành đạo rồi thì Ngài mới chế biến ra 84.000 pháp để trị 84.000 cái bệnh trần lao. Thì trong đó có cái pháp gọi là Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Môn Hoằng Diệt, những phương pháp gọi là tri khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo. Cho nên từ đó hôm nay nó cô bác anh chị em biết, từ khi Ngài đã thành đạo rồi, Ngài mới truyền ra cái bí pháp cho ai? Đó là Maha Ca Diếp đắc được cái bí pháp đạo vị quyền sâu. Trong thời chữ sâu là nhiễm màu sâu kín, mà chỉ truyền lại cho một vị đệ tử đầu tiên gọi là Đầu Đà Maha Ca Diếp, là một trong thập vị đại đệ tử. Một hôm, như vậy là căn cứ theo trong sơ thiền có kể lại đó, thì vua Phạm Thiên ở cõi trời thứ ba đến dâng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một đóa hoa sen sắc vàng và cầu thỉnh Đức Phật thuyết pháp cho Ngài nghe. Thì bây giờ Đức Phật giói tay nhận lấy cái đóa hoa sen rồi lặng im, đưa mắt nhìn trong pháp hội mà không nói một câu nào cả. Thì lúc bây giờ trong pháp hội đó, thinh văn dương giác và Bồ Tát đó như đuôi như điếc, không biết ý Phật nói gì. Chỉ có ông Maha Ca Diếp là dưới Đầu Đà phương tiện tai hữu đứng lên đến Đức trước mặt Đức Như Lai rồi quỳ xuống mỉm cười mà thôi. Ngài chỉ mỉm cười thôi là Ngài đã đắc được cái ý rồi. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Phật đó, Ngài mới nói trong cái bộ kinh Pháp Hoa
Ngô hữu nhãn tạng niết bàn diệu tâm thiệt tướng vô tướng di diệu pháp môn thiêm phú ma ha ca diếp. Ngài nói rằng ta có một cái chánh pháp, con mắt thấy rõ chánh pháp, cái ta cái tâm hiểu được niết bàn, thật là di diệu pháp môn không pháp môn nào bằng, thật tướng mà không tướng, nay truyền lại cho ông ma ha ca diếp. Thì cô mắt anh cho em biết là một vị tổ đầu tiên, từ đó ngài mới truyền sang dài dài xuống tới 33 đời tổ, thì cũng truyền gọi là tâm ấn đơn truyền. Đó, tâm ấn đơn truyền tức là trở lại hồi quang phản chiếu, trở lại tâm mà truyền gọi là cái bí pháp. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy nói đạo dị, tức là cái quyền diệu của Phật Pháp đó, không làm sao chúng ta kể cho hết được. Chỉ nói một vài tích đó như vậy để chi? Để cho chúng thấy rằng cái đạo Phật Thích Ca Mâu Ni thì nó trở lại bên tâm, chứ nó không phải trở lại bên tướng đâu cô bác anh chị. Cho nên từ đó cái ông mà Ba Thới tại thầy mượn tay ông mà viết ra chính bổn đó, ông nói là kim thích đạo đó xem kinh chẳng tụng, diệt âm thinh sát tướng bất dùng đạo tại tâm, tâm đạo sức tùng mà hả tùng tâm đạo mới là Phật đạo. Cái người mà trở trở lại tâm mà tu theo tâm đó, đó là vui với chánh pháp, thật sự là đó là chánh đạo đó của bác anh chị. Cho nên quyền pháp thâm trầm thơm bất tuyệt, du di chánh đạo hỡi người ơi, hay đạo du di của Phật cần nối theo chí Thích Ca ngày trước. Từ đó ngài mới truyền qua gọi là du di chánh pháp đó đó cho Đức Tổ mà Ma Ca Diếp, rồi từ đó Ma Ca Diếp mới truyền lần đến A Nan, rồi A Nan mới truyền lần đến về sau là 33 đời tổ. Đến với Đức Đạt Ma Tổ Sư là vị tổ thứ 28. Sau khi muốn độ Huệ Khả Đại Sư, năm vị tổ ở bên Trung Hoa, ngài viết lên bốn câu: ta vốn sang đây một chữ không, nên tiên tác Phật đã ở bề trong, bằng trên mặt giấy tầm pháp bổ thì tụng niệm đó, già đời rất uổng công. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta thấy được đạo dị quyền sâu là ám chỉ cho cái sâu kín của Phật Pháp, nó nằm ẩn ký ẩn kín ở trong tâm chứ không ở ngoài đó. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy cũng dạy nó là dầu cái người mà tu muốn thành tiên tất Phật hay bị đọa thành ma thành quỷ thì cũng do nơi tâm. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, rồi tiên hay Phật, nó cũng là tại nó. Thì thưa cô bác anh chị em, vậy thì Thích Ca đạo dị quyền sâu, sở dĩ cái câu thứ hai là rạch tim xem được một bầu linh quang. Rạch tim là ám chỉ cho cái tâm của mình đây nè, như tim là tâm. Nếu ai trở lại tâm mà tu đó thì cái người đó mới phản bổn quần nguyên, mới trở lại với cái chỗ thật tướng của chân tâm diệu minh đó, đó là cái Phật tánh của mình. Thì trong kinh Phật thường nói ngã tâm tự hữu Phật, tự Phật thị chân Phật, tự nhược vô Phật tâm, hà xứ cầu chân Phật. Nghĩa là tâm mình giống có Phật, Phật trong tâm mới là ông Phật thiệt. Còn trong tâm mình không có Phật thì đi cầu ông Phật thiệt chỗ nào? Đó, cho nên phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, đó, tức là tất cả các tướng hình thức bên ngoài đều là giả ảo. Đó, nếu mà chúng ta trở lại cái Như Lai trạng tánh ở bên trong thì đó mới thật là cái người tầm đạo của Đức Phật khi xưa. Cho nên rạch tim mà xem được đó, tức là chúng ta trở lại hồi quang phản chiếu thấy được cái tâm của mình, thì chừng đó chúng ta mới thấy được đạo. Cho nên từ đó rạch tim xem được là một bầu dinh linh quang, là ám chỉ cho cái chủ sâu kín mầu nhiệm nó. Nếu mà chúng ta đã rọi được cái bản la thanh tịnh chân tâm diệu minh thì chúng ta sẽ thấy được cái Phật tánh. Mà hãy thấy được Phật tánh rồi đó thì tức là chúng ta đã thông suốt được tam giới rồi đó, đã đắc được đạo tại thế gian của bác anh chị. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng khi xưa cũng nói muốn tìm Phật trở lại tánh mình mà tìm, đừng tìm ngoài thân mà tìm. Tánh mình mê là chúng sanh, tánh mình giác là Phật. Lòng từ bi là Quan Âm, lòng hỷ xả là Thế Trí, lòng năng tinh là Thích Ca, lòng bình đẳng chính trực là Di Đà. Rồi ngài nói về cái tâm phàm, lòng nhân ngã là núi Tu Di, lòng tà giả là nước biển, lòng phiền não là sóng trào, lòng trần lao là cá trạnh, lòng độc hại là rồng dữ, lòng giả dối là quỷ thần, lòng tham sân là địa ngục, lòng mê si là súc sanh. Cho anh tạo hoa tay quá vậy. Thôi không làm sao nó hết được. Vậy thì giờ đây chúng ta mới biết được cái chỗ là bất lập. Đó là tức là chúng ta bất lập về vấn đề ngôn ngữ, bên ngoài cũng vậy đó, bất lập văn tự giáo ngoại bị truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Lời của Đức Đạt Ma khi xưa là vậy.
Thì thôi, thời giờ có hạn thì chúng tôi trình bày qua một vài nét trong hai câu đó thôi à. Thì có lẽ cô bác anh chị em không còn hỏi nhiều câu nữa. Thì thôi, thời giờ có hạn, chúng tôi lấy cái phần dẫn dụ so sánh đối với chứng minh đến đây chúng tôi xin chấm dừng về cái phần bình luận chú giải thôi, thiếu cái phần bình. Đến đây xin hết. Nam Mô A Di Đà. Thôi thì cũng cảm ơn huynh Mười đã diễn giải cái đề tài của đồng đạo mình mới đưa lên, hỏi lại giám chủ coi mình còn thắc mắc gì thêm không, nếu không thì cho qua. Dạ, vậy cảm ơn. Mời thêm quý cô bác ơi, đồng đạo mình đi. Dạ dạ. Mời ở dưới bà con mình bên nữ cũng chuẩn bị đề tài ha, để chúng ta đưa lên. Dạ, thấy đồng đạo mình cũng kính lễ. Mời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô bác nam nữ, hôm nay cũng là ngày mãn phục của hiện thân của Đời Sáu, có hiện mặt của chú Mười Lon. Hôm nay bác yêu cầu tôi xin thành tâm hỏi chú Mười bốn câu trong giáo lý của thầy, xin chú Mười giải anh em mình nghe chung. Non bồng tiên Phật xót nhân sanh, trí huệ trao dồi kháng kệ kinh, an phận hơn bề danh lợi tạm, tề gia trung hiếu dạng thân mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời chú Mười giải. Mời tôi làm hết ta cho quý vị ơi. Và đề tài này, đề tài thứ hai ăn. Mời quý Mười. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thưa cô bác anh chị em, giờ đây thì lẽ ra trong cái chương trình YouTube thì cái gì mà lên đây đó, người ta cũng nói tên, chút hen nói tên rồi quê ở đâu. Ngay cái phần YouTube thì mấy em nó có từng theo tôi, nhưng mà có số bà con người ta muốn tìm hiểu thêm cái ông hỏi đó như thế nào. Thì thưa quý vị, bây giờ ở đây có một đồng đạo cũng ở đây cái địa phương xã nhà đây, tức là cái xã Tân Quê, mình nói vậy thôi chứ giờ cũng không biết cái gì này ở đâu. Dạ dạ. Đưa lên bốn câu là non bồng tiên Phật xót nhân sinh, chứ không phải là kháng kệ kinh. Non bồng tiên Phật xót nhân sinh, trí huệ trao dồi kháng kệ kinh, rồi an phận hơn bề danh lợi tạm, tề gia trung hiếu dạng thân mình. Có phải vậy không đồng đạo? Dạ. Thì cô bác anh chị em biết trong cái từ ngữ chữ non bồng đó, chữ non bồng là gì? Non bồng là cái cảnh tiên gọi là non bồng nhược thủy. Thì ngày xưa đó thì ở trong cái biển mà bột biển đó, nó có ba hòn đảo. Một là Bồng Lai, hai là Phương Trượng, ba là Duyên Châu. Mà nơi Bồng Lai là nơi của Đức Cử Đa Đắc Đào. Cho nên từ đó hôm nay chữ non bồng là ám chỉ cho cái cảnh giới tiên của ở nơi non bồng dược thủy, của ở cái cảnh Tà Lơn đó, của mắt anh em cảnh Tà Lơn. Hiện nay Đức Thầy dùng chiếc ghe con cả mà đi rao Bồng Lai tiên cảnh rao rồi, một khi nếu ai rảnh việc thì đi, còn mắc nợ thì ở lại dương gian. Và có đôi khi là cái con này, tôi trước kia tôi có hỏi cái ông Sáu chùa là ông Sáu Gấm, ông có quy y trước, và chúng tôi thì cái bậc hậu sanh ở phần sau. Nhưng mà khi đọc đến cái câu này nè, Bồng Lai tiên cảnh rao rồi, một khi nếu ai rảnh việc thì đi. Thì tôi mới hỏi ông Sáu, chẳng hay thầy nói vậy rồi ai là người rảnh mà đi nhờ ông Sáu cho biết. Ông không có chỉ ai trên, ông chỉ Bảy Thuận đó. Bảy Thuận bây giờ đang làm ban trị sự đó. Ông nói lúc đó Bảy Thuận là tu sĩ chứ chưa có lập gia đình. Ông nói mới hỏi ông chú Bảy này nè, Bảy Thuận nè, thì ý của ông nói là cái người không có gia đình gia thê đệ tử, cái người đó mới rảnh mà đi được. Mình nếu nói những cái kiểu của giáo lý Phật giáo của họ, thầy khai thị mà nói độ mấy cái ông tu sĩ không đó hen, thì kể như là một phần ít của bác xem đó là quan cho thầy đó. Thầy chủ trương đường lối tại gia cư sĩ học Phật tu nhân mà, thì không có chấp nhận vấn đề cư sĩ hay tu sĩ, mà nếu nói như ông Sáu là nó quan cho Phật. Cho nên tôi đã hỏi dồn dập nhiều lần mà ông không có trả lời, chứ lúc đó tôi mới đại diện trả lời luôn. Tôi nói thôi ông Sáu à, ông tôi hỏi ông mà ông không trả lời, thôi cho tôi trả lời một phần nào coi có đúng thì ông hay sai nhờ ông chỉnh giùm. Thì lúc đó tôi mới trả lời cái câu đó. Thì quý vị cũng thông cảm nha, trước khi chú giải cái bốn câu này, thì lúc đó đó
tôi mới nói cái thầy này đó, thầy viết ở trong cái bộ Đạo Đức Kinh đó ông ơi. Nếu mà có tra cứu nó mới thấy được trong cái bộ Đạo Đức Kinh. Bởi vì cái người mà biết tri túc đại lạc, người đó mới rảnh. Còn người không không tri túc đại lạc thì không bao giờ, suốt cả cuộc đời không bao giờ rảnh được. Cho nên Lão Tử mới nói là tri túc tiện túc, đại túc, hà tề túc, mà tri nhàn tiện nhàn đã nhàn hà thừa nhàn. Nghĩa là biết đủ là đủ, đợi đủ chừng nào đủ, biết nhàn là nhàn, đỡ nhàn chừng nào nhàn. Cho nên từ đó thầy mới nói chi bằng rảnh trí nhàn tâm, sống ngày hai buổi vui thầm mãi ai. Rảnh là rảnh trí, nhàn là nhàn tâm, chứ đâu phải thuộc về cái bề bộn công chuyện đi không được, đủ thừa, không phải vậy đâu. Thành ra từ đó mình mới thấy được đây là thầy rút tỉa 12 bộ kinh vào đây nè, trong cái quyển Thi Văn Sưu Tập thầy rút 12 bộ kinh vào đây. Thôi thời gian có hạn vậy thì giờ đây chúng tôi trở lại cái từ ngữ của Non Bồng: tiên Phật soát trần gia, tiên Phật kháng nhân sinh, trừ trí huệ trao dồi kháng kệ kinh. Tiên Non Bồng, tiên Phật soát nhân sinh. Dạ. Vậy thì giờ đây là ý nói là cái nơi của các vị tiên đã tu nát đạo rồi. Chữ soát là thương soát, nhân sinh là mình đây nè, ngài thương soát tất cả chúng sinh. Cho nên từ đó Đức Thầy dùng cái danh từ là cái cảnh mà thiên trước cũng như cái cảnh Phật đó. Cái cảnh đó nó thanh nhàn, vui sướng làm sao mà các vị không ở. Chẳng hạn như Thầy viết trong quyển nhì: cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên vì xuống hồng trần, ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Thì các cái vị tiên cũng như các vị Phật, người ta cũng rộng lòng bác ái từ bi thương chúng sanh. Ngay trong cái thời kỳ hạ nguyên mật pháp này đã bị cái cảnh khổ dồn dập của tam đồ khổ đó, thủy đồ, quả đồ và đao binh đồ, tức là cái cảnh khổ đó. Cho nên các ngài không yên ngồi nơi ngao vị mà hướng quả bồ đề, mà trái lại ngài còn phải xuống cái cõi hồng trần. Kể từ nay thiên Phật thánh thần lo giả dỗ dương trần chẳng xiết, hay kể từ ngài giàn lộn với thao đó, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Và hơn nữa, cái thế cờ của đất nước thế giới ngày nay nó gần kết thúc rồi. Cho nên các cái vị Phật, các vị tiên đồng xuống một lượt của bác A trên. Cờ thế giới nên ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Các vị đó nó biết được cái thế cờ đã đến cái nguồn tận diệt cuối cùng. Cho nên từ đó các vị thần thánh Phật tiên đồng xuống lâm phàm. Thần thánh Phật tiên xuống kêu gào chương văn mau trĩnh, tỉnh trong tràng mộng tìm kiếm nơi nào đạo thanh cao. Cho nên từ đó cái câu thứ nhất là Non Bồng tiên Phật soát nhân sinh, là thương chúng sinh mà ngài phải rời nơi cái cảnh mà vị trí của ngài đắc đạo. Bồng Lai điên dại có ngôi, Tây Phương cực lạc hùng ngù tòa sen. Ở nơi cái cảnh đắc quả của Đức Cự Đa đó, thì ở tại cái chánh Bồng Lai. Cho nên từ đó nó các vị tiên đặt ngài là Ngọc Thanh đó, hắc y đổ lại cà sa, cải tên đặt lại hiệu là Ngọc Thanh. Đó, vậy thì giờ đây mình mới biết được ngài đắc quả rồi. Nói cái cảnh đó ngài không yên ngồi đâu, vẫn biết rằng ở trong chúng sanh đã đến cái thời lâm cái thời kỳ khổ não rồi. Thương bách tính tới hồi tai họa, cho nên thương chúng sanh đã thọ về vấn đề cái tai nạn sắp tới rồi đó. Cho nên cái câu thứ nhất là Non Bồng tiên Phật soát nhân sinh. Rồi bây giờ đến cái câu thứ hai: trí huệ trao dồi kháng kệ kinh. Trí huệ là một trong sáu chiếc thuyền gọi là lục độ ba la mật của các hàng Bồ Tát bố thí trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn và trí tuệ. Thì cái người trí tuệ là gì? Là người sáng suốt. Trước nhất là chúng ta phải dồi mài trí tuệ của mình đó, là bằng cách là làm thế nào cho được sáng suốt minh quang, để chúng ta là trí huệ rồi trao dồi. Nhờ có trao dồi là gì? Là nhà chúng ta thuộc hai cái phương pháp thiền tông và tịnh độ tông. Chẳng hạn như Mát Chánh Đạo và Pháp Môn Niệm Phật là hai phương pháp này đó, đã đi đưa con người đứng ở chỗ trí tuệ đến sáng suốt của bác A-chan. Nếu hôm nay chúng ta đọc trở lại một phần lớn trong các bài Môn Hoằng Diệt thì chúng ta mới thấy được hai phương pháp đó. Thầy đưa ra một lượt: nếu ta tìm được con đường Bát Chánh Đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh làm việc nhân từ, không lòng hờn giận chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt. Mà vô minh bị diệt thì hành diệt, hành diệt thức diệt, thức diệt danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập
Lục nhập diệt thì xúc động diệt, xúc động diệt, thọ cảm diệt, thọ cảm diệt thì ái diệt. Ái diệt thì bảo thủ diệt, bảo thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt. Sanh diệt lão tử diệt, ấy là giải thoát vậy. Cho đồng hoa tay quá vậy. Vậy thì trí huệ trao dồi hiện nay con người tu phải nhờ có đâu, là nhờ có sức trí huệ bằng sự sáng suốt. Cho nên năm con nguyện của Đức Bình Giáo Chủ đưa cho tín đồ Phật giáo hảo trong phần cái ngũ nguyện cầu là cái nguyện cuối cùng đó, là ngũ nguyện cầu Phật Tổ, Phật Thầy từ bi xá tội, đệ tử tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Đó, như vậy đó, có phải chăng năm con nguyện đó, con nguyện chốt là mình đó, làm sao cho mình được phát triển được những trí tuệ đó đó, thì chúng ta mới có thể là kháng kệ kinh, nghĩa là chỉ kháng là xem. Kem như kệ kinh là xem đâu, chúng ta biết nó đó, biết được những cái ý nghĩa sâu quyền là nhờ cái sự sáng suốt. Cho nên trong tứ thập vị chương ngày xưa đó, Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni mới giải ra cái phần trí tuệ. Người có trí tuệ không tham trước, tự tại sáng suốt tránh khỏi hố hầm tội lỗi. Trí tuệ chân thật là một chiếc thuyền kiên cố để đưa chúng sanh ra khỏi bể sông mê. Nó là một ngọn đèn soi miệng hắc ám, là một liều thuốc chữa trị được muôn ngàn bệnh tật, là một chiếc búa sắt đập tan rừng phiền não, là một lưỡi dao bén cắt đứt lúa vô minh. Cho nên Đức Thầy mới nói là trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lập kỹ thì thao ra vàng. Cho nên trí huệ giết xong rồi quả báo, giết xong rồi quả báo thì lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Thì thôi, vậy thì trí huệ trao dồi kháng kệ kinh, chỉ kháng lại xem. Nhờ cái sức trí tuệ sáng suốt đó, chúng ta xem được kinh của giảng của Đức Thầy, chúng ta mới biết được những cái cơ quyền, nơi nào mà Đức Thầy chỉ cho mình biết trở về tục, nơi nào trở về tiên, dạy cho trần thế phỉ tình đường tiên cõi tục phân minh hai đường, nơi nào về cái quả tiên, nơi nào về cái quả tục. Vậy thì trí huệ trao dồi kháng kệ kinh, đến cái câu thứ ba là an phận hơn bề danh lợi tạm. Cái câu này nó phù hợp với cái cư sĩ tại gia của mình. Cái người biết an phận thủ thường thì chúng ta phải xem lại trong lời của Trạng Trình Nguyễn Minh Khiêm trong thời kỳ nhà Lê đó, ngài đã nói về vấn đề cái người tu phải biết an phận thủ thường, phải không? Cho nên từ đó hôm nay đó, ngài dạy con người tu là phải biết an phận. Mà an phận là gì? Tức là yên theo cái phận nghèo hay là cái phận của mình làm đạo. Ở trong Bát Chánh Đạo, trong cái chánh tư duy của đưa ra đó, về vấn đề phải tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo, an bằng xả thân tu tỉnh. Lạc đạo là vui với cái đạo, an với cái cảnh nghèo, để rồi xả bỏ cái thân này mà trở về con đường xét biết đó của bác. Tu tỉnh, giữ tỉnh là xét biết. Thì giờ đây chúng ta thấy được tại sao Thầy an ủi đó, một phần lớn đó có số bà con nghèo, chữ bần tiện khuyên dân đừng đại, miễn cho ta đã trở lại ngay đàn, chữ vinh qua giờ chớ có màng bởi giả tạm của đời muôn hạ. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta thấy ông Ba Thới thường an ủi, nhà ngói thấy đói không lo, liều tranh giữ đạo cho cái của kho giám bị. Đó, cho nên từ đó hôm nay chúng ta thấy giàu nghèo chưa chắc đừng lo, chí tâm niệm Phật thì trời cho duyên lành. Một cây mà gặm biết mấy nhành, đạo nào bằng đạo làm lành tiếng thơm. Đồng ý không? Dạ. Không có cái đạo nào bằng đạo làm lành hết đâu cô bác anh chị. Cho nên giờ để chúng ta thấy được cái chỗ an phận thủ thường của Đức Thầy viết, và ông Nguyễn Minh Khiêm khi xưa là cụ Trạng Trình, vào ba bữa khó hai niêu, chữ niêu là nhỏ đó, an phận thì hơn hết mọi điều. Rồi khác uống trà mai hơi ngọt ngọt, sốt ngồi hiên nguyệt gió hiu hiu, giang sơn tám cõi là tranh vẽ, hoa cỏ tư mùa ấy gấm thêu, thông thả hôm khuya nằm sớm khuất, muôn vàng đã đổi đức trời nghiêu. Cái câu này của Trạng Trình Nguyễn Minh Khiêm khi xưa đó, người biết an phận thủ thường chúng ta, đó là chúng ta biết đủ rồi đó. Cho nên cái ông mà Ba Thới đó, Thầy mượn tay ông mà viết ra chính bổn, ông nói rằng hãy gắn lòng mà trồng đu đủ, chớ luôn tuồn ăn ngủ mà hư. Cái chúng ta nghe nói vậy cái gì, lập cái giường đu đủ rồi chết nhiếp liền. Không phải vậy đâu, đu đủ là tri túc đó, tri túc đã lạc là biết đủ đó. Cho nên phải gắn lòng mà trồng đu đủ, chớ luôn tuồn ăn ngủ mà hư. Người trung quân tưởng đạo ưu tư, chí tâm nguyện phước dư ân ngọn, giữ sau đặng vuông tròn gốc ngọn, Phật trời trời ban phước mọn trái bông. Thành ra từ đó hôm nay chúng ta nhớ là vuông tròn gốc ngọn, đầu cũng như đuôi, trước là quy y thì sau cũng phải y như vậy, thì đó gọi là vuông tròn gốc ngọn. Vậy thì hôm nay cái người biết mà
tri túc đã lạc, tức là an phận thủ thường theo cái lối của mình rồi, thì chúng ta tiến hành trên con đường đạo hạnh nó rất dễ, thưa cô bác anh chị. Cho nên từ đó hôm nay thầy viết cái phần thứ ba của cái câu này, đó là an phận thủ thường. Cho nên gọi là an phận hơn bề danh lợi tạm. Mà danh lợi là gì? Là hai trong ba món độc, danh lợi và tình, đúng không cô bác anh chị? Ba cái món này là gọi là ba món độc. Cô bác anh chị em biết là khi thầy viết trong bài Dặn Dò Bổn Đạo đó, từ nay ai có chớ lui cúi đầu bái Phật, lòng vui tu hành, xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức thì hư vinh giả truyền. Ngài sợ có một điều là leo đeo theo danh lợi thôi à. Còn ông Ba Thới nói là công danh lợi xa trời giống Phật, đường Tây Phương tích vật khó đi. Cái đường trở về Tây Phương mà vật chất nhiều đi không được, không bác anh em à. Đức thầy mới viết cái đoạn văn lời lành mắt lắp tai ngơ, đua theo vật chất thì bên đây phải hẳn hờ đặng tiên, hố sâu ở tình dục lại ghiền, ghiền cho ở đến lúc chống khiên quan tài. Chà, cái sức lực cũng yếu quá. Chứ lẽ mấy cái câu này tôi ngâm hay lắm đó, nhưng mà bữa nay cái sức bị té xe rồi, thức yếu dữ lắm. Dạ, quý vị cũng thông cảm, tại mấy cái động văn nó hứng. Dạ, rồi phải đọc vậy đó, cũng như ca sĩ vậy đó, nó khổ vậy đó. Dạ, vậy thì hôm nay đó, con người mà lo quyển thân vật chất kém hơn chứ chẳng tìm biết tinh thần đạo đức, lo sợ hơn kém về danh lợi tình thôi, cho nên từ đó người ta ít có đua chen về vấn đề đạo lý của cô bác anh chị. Cho nên Đức Thầy viết ở trong một đoạn văn khác là xuống trần nhầm buổi nặng eo, gẫm trong dân sự còn nghèo. Mà nghèo gì cô bác anh chị em biết không? Đó là nghèo của chữ tu. Nhìn thấy chuyện gạo châu củi quế, nghèo bạc vàng, rồi sao nè, đạo đức được cũng nghèo, nghèo luôn đạo đức luôn. Và dân ta nghèo túng về đạo đức, chơi giỡn đua bơi mãi tối ngày. Thật sự ra cái nghèo đó, đó thật sự là chúng ta đủ thừa. Chứ thế gian này không biết bao nhiêu những cái nghèo mà quý vị coi ở trong cái núm mồ quang của nghĩa trang nghĩa địa đó, có thấy mấy ông nghèo mà chết không? Toàn là đau chết không đó. Nghèo không có chết đâu, phải ông đau chết không chứ đâu có ai mà nghèo chết đó. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta ráng an phận, là yên theo cái lối phận thủ thường, theo cái lối cư sĩ tại gia đó, vừa no đủ ấm đèo bồng làm chi, tức là làm sao chúng ta cơm được hai ngày cơm tẻ. Thầy ăn ủi cuối cùng đó, miễn cho được đó, ngày hai cơm tẻ, buổi bần hàng đặng có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ân đặng xem chung cuộc đó phong thần tại thế. Thầy ăn ủi đó như vậy đó. Cho nên kẻ bắt ốc rau cải mà nên, người giàu nhiều của nhiều quên Phật trời. Cô bác đồng nghĩ không cho đạo phá ta nữa đi. Dạ. Tại sao vậy? Là vì nhiều của nhiều tiền nhiều vàng nhiều bạc đó, rồi thì người ta lo lam lũ làm ăn không, rồi đến cái thời cúng người ta cũng không có cúng nữa. Nên gọi là nhiều người giàu nhiều của nhiều quên Phật trời, tức là chiều họ không cúng họ nó bây giờ nó quể quải quá rồi, xin tỳ 5 phút đi. Hoặc là xin Đức Phật cho từ bi tha cho con thôi, để bữa khác con cũng cúng, mà bữa khác cũng mệt như vậy rồi thì xin tỳ giết rồi, rồi còn tỳ không dứt kỳ không. Thì thưa quý vị, vậy thì cái câu thứ ba là an phận hơn bề danh lợi tạm. Vậy thì giờ đây chúng ta muốn tránh được cái danh lợi tình, cái cõi tạm này, thì chúng ta phải xa một điều là chúng ta phải hiểu được đạo, phải yêu thích với đạo, gần gũi với đạo. Tôi nói cái nhà của chú Sáu này nè, mà ông không có cái đạo lý đó, chưa chắc là ông mời mà đông được như vậy đâu cô bác anh chị em. Không có đâu. Bởi chúng ta nhờ đâu, là nhờ có cái chỗ gần gũi biết đạo lý đó, rồi chúng ta thương yêu lẫn nhau, yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mà mến là mến những ai biết chiếm đạo màu, phải không cô bác anh chị em? Cho nên đọc qua trong cái đoạn văn của bà Ma Hoàng hậu đó, nó thì lúc bây giờ ngài nói chẳng phiền kẻ hầu sao đón trước, mà chỉ trừ người đó ý hiệp tâm đầu. Cái người nào tâm đầu ý hiệp gọi là duy hữu đồng tâm nhân, khả đương kim thịnh luận. Chỉ có người đồng tâm hiệp lực mới bàn đến cái sự vàng đá mà thôi. Thì hiện nay đó cô bác anh chị em biết, vậy thì cái người biết an phận thủ thường là người ta giữ nếp lập trường đặc biệt rồi, chấp nhận cái cảnh nghèo, cái cảnh khổ rồi, và chúng ta miễn trở lại con đường lối hành đạo, cho nên ngay thẳng thì chúng ta trở về cái cảnh tiên thôi đó. Cho nên đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sau bằng bạc muôn, phải không? Cho nên từ đó hôm nay chúng ta thấy cái người nghèo đó đôi khi ít có khi nào mà họ hành đạo được đâu,
Là vì vật chất đó, lo cho cái cuộc đói no, không biết bao nhiêu làm sao rảnh mà lo tu. Nhưng mà bây giờ Đức Thầy an ủi cho cái người nghèo, nếu như chúng ta chịu khó lại là trở lại con đường an phận thủ thường, thì chúng ta thấy đủ là đủ. Còn không thấy đủ là không biết nào nào đủ được. Biết sao đầy được túi tham, không ngăn, không đái đã càng làm không kiên. Cái túi mà ta không tha, mà cái đái đó, cô bác anh chị em biết là tiền chứa bao nhiêu cũng không đủ được, không biết làm sao đủ được vậy. Vậy thì an phận hơn về giải lợi tạm. Bây giờ đến cái câu thứ tư là tề gia trung hiếu diện thân mình. Chỉ tề chúng ta làm tròn, nghĩa là làm sao chúng ta mà tròn được hai điều trung và hiếu đó. Nhớ lại không lầm trước đây đó, khi đạo giáo của giáo hiệu Bửu Sơn Kiều Hương của Phật Thầy Tây An ra đời, tại Tòng Sơn Ta Đế năm 1849 năm Kỷ Dậu, Ngài viết lên bốn câu: đạo nhà không tưởng tưởng đạo xa, đạo gốc Nam Bang của nước nhà, đạo của Phật Thầy truyền kim cổ, đạo trung, đạo hiếu, nó cái đạo nhân quả. Lấy cái mốc trung hiếu đó mà Đức Bình Giáo Chủ sau này cũng dạy con người hiếu trung lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo thì thác lên liên đài. Vậy thì trung hiếu này, chữ trung nó là nó nằm ở trong bộ kinh Luận á. Cô bác anh chị em có đọc lại trong cái tứ thơ ngũ kinh á, chúng ta mới thấy được. Lúc bây giờ đó, ông Khổng Tử truyền lại cái bí pháp nó cho ông Tăng Sâm. Thì lúc đó Tăng Sâm mới viết cái câu đó: trung nhất nhật tam tỉnh ngô thân, dị nhân ngô nhi bất trung hồ, giữ bằng hữu gia ngôn như bất tính hồ, truyền nhi bất tạp hồ. Dị nhân ngô nhi bất trung hồ tức là mưu sự với người đó. Cái thứ nhất là mưu sự với người mà mình có được trọn tin hay không, mà có làm đúng theo cái lời hứa hay không. Cho nên gọi là dị nhi mưu như bất trung hồ. Đến cái câu thứ hai là giữ bằng hữu gia ngôn như bất tính hồ, tức là giao kết cho bạn bè mà mình có được trọn tính hay không, trọn sự tin tưởng của bạn bè hay không. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là truyền nhi bất tập hồ, lời thầy giải mà mình có làm được hay không. Thì hôm nay đó chúng ta thấy được, hiện nay đó Đức Thầy rút trong cái bộ kinh Luận Ngữ đó để nói về chi tiết trung. Vậy thì cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta phải nhớ đó, rõ ràng chúng ta phải chữ trung tính, chạm bia trước mộ người phượng thờ để độ đặng độ chúng sanh, ở trong cái bài Dẫn Bắc Ngoài Nam đó. Vậy thì trung là cái lòng ngay chính, có cái chữ khẩu ở trên, có cái chữ cổn đi xuống, gọi là trung. Cái người trung đó là quân thần bất sự nhị quân, liệt nữ bất gia nhị phu, tô trung không thờ hai chú, gái trinh chẳng lấy hai chồng. Mà tôi nói đến đây có số bà con người ta cũng mít lòng, là tại sao lại vì vợ đã chết rồi ở trong túi đó. Có số người họ cũng kiếm thêm bước thêm bước nữa, rồi cái bà bên nữ kia cũng vậy, cũng bước thêm bước nữa, mà gặp ông Mười cũng nói cho nên mấy cái con này cũng như một ghẻ mà ông vào nó đau đớn làm sao phải trở về cho nó khổ. Và cho nên tôi nói hôm nay cái người tín đồ nếu nói về thẳng đó là mực tàu đau lòng gỗ, phải chính xác là như vậy đó. Trung ngôn nghịch nhĩ, cho nên đó là biết đâu cái thuốc trắng là thuốc đã tật, mà lời thật hay mít lòng đó. Cho nên hôm nay chúng tôi nói là nói thẳng, nói trong giáo lý Phật giáo hòa hảo, rồi như có ai trúng đó thì làm ơn thông cảm cho. Ở đây chúng tôi không có bịa đặt đâu đó. Cho nên đắng miệng ấy thuốc trừ bệnh khổ, nghịch tai kia là lờ đổ chánh trung. Nếu bình lòng trí huệ phát xung, binh tội quấy thì tâm tùng địa ngục. Binh tức là chúng ta a du theo những cái người mà làm sai đó, thì chúng ta đi xuống địa ngục đó cô bác anh chị. Đó là trong kinh Pháp Bảo Đàn. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy được, hiện nay đó cái người trung người ta không thờ hai chúa, gái trinh chẳng lấy hai chồng. Trung có người trung quân ấy quá, thà là chết đó cô bác anh chị em à. Cụ Nguyễn khi xưa đó, dị quốc dung thân vì dân tộc đất nước Việt Nam, mà bị hành quyết tại Kiên Giang đó cô bác anh chị em, là ông đã vì cái lòng trung thiên đối với đất nước đó cô bác. Cho nên từ đó đó tôi nói hai điều, là cái người làm trọn hai điều trung hiếu là chỉ có cụ Nguyễn trung trực đó thôi. Cho nên cái nhà thơ đó, cái nhà thơ khi xưa có làm tán câu thi để tán tụng ông: quả hồng nhật tạo quanh thiên địa, kiếm bạc kiên giang khóc quỷ thần. Một thân tiết nghĩa lo đền đáp, hai chữ hiếu trung đã dạng thần. Đó, như vậy là hai chữ hiếu trung ông đã gia thần. Vậy thì dũng sĩ anh hùng luôn thọ kỹ, cúi đầu thẹn chết cho bọn dông ân. Vậy là cái người mà dông ân Chúa đó, phụ ân của dân tộc Việt Nam, họ mới phản quốc
cầu chinh, để lời nghĩa là mong cho có cái vấn đề sự sống, gọi là quý thử, tham sanh quý tử đó của bác anh em. Vậy thì giờ đây cái người tu cũng vậy đó, căn cứ theo hai chữ trung đây cũng vậy. Nếu có người ta trung với đất nước thì mình trung với tổ thầy. Khi thầy ra đời thầy dạy dành lắm ha cô bác anh em. Sau này có số người bỏ thầy đó mà đi qua quốc chú ngựa đi theo cái người khác rồi. Cho nên cái từ ngữ có cái câu này nè, mà có số bà con người ta hỏi tôi nữa. Thầy viết ở tại cái làng Mỹ Hội Đông, bây giờ bốn đạo thì đông, ngày sau trở lại thì xuồng dông cũng chẳng đầy. Mà cô bác anh chị em biết là có khi nào cái cây đồng dông mà đốt làm có chiếc xuồng chiếc thuyền không? Dạ không có đâu. Ở đây thầy nói dùng có chiếc xuồng, từ ngữ phải nghe cho nó kỹ, là xuồng là một có chiếc phương tiện chở, nhưng mà cái chiếc xuồng là một cái chiếc nhỏ bé, chứ không phải cái chiếc ghe hay là một chiếc thuyền. Ghe thuyền thì chiếc nó là rộng, nó lớn hơn, chở nhiều hơn. Thầy dùng cái danh từ rõ ràng là danh từ nôm của Việt Nam đó, là chiếc xuồng. Nghĩa là chiếc xuồng này đó, nó chở không được nhiều những cái số người trung kiên nghĩa khí đối với tổ thầy. Họ nghe đâu ông thầy nào linh thính họ quốc chứ ngựa họ đi theo. Thành ra từ đó thầy đã nói đó, đó là ra đi dặn lại mấy lời cho trong bổn đạo vậy thời ráng nghe. Dầu ai tài phép bài khoe ham linh, ham nghiệm thì sợ e mang nghèo. Lựa cho phải cột phải kèo phải dai, phải giấy mà theo kẻo lầm ngọc kia ẩn dạng khó tầm. Chọn nơi chân chính khỏi lâm hổ hình. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy thầy ra đi, trong bài dẫn vào bổn đạo mà thầy dẫn người tín đồ. Thời gian sau này đó, thầy nói trong buôn mẫu chuyện rất nhiều của bác Hai Che. Thầy nói với ông cả đó, này ông cả à, sau thời gian tôi vắng mặt tín đồ của tôi lâu lắm mà không ai biết tôi đâu mà tìm. Nếu ai có đồn tôi về sau hè tổ đình, ông cũng đừng có tin, mà về trước cửa tổ đình ông đừng có tìm. Mà tôi về, tôi về ngay chỗ này. Nói xong thầy lấy cái tay thầy gõ xuống cái bộ ngựa trường kỷ của ông cả. Rồi xong rồi thầy lấy tay thầy chỉ ông cả, thầy nói nè, ông nên nhớ là tôi đi sau về vậy đó nghe ông cả. Tức là đi cái xác thể con đó ông đó bà 19 tuổi thì khi trở về cũng như vậy, chứ không thay đổi ông nào cả. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta nhớ lại cái câu của Đức Thầy: trót sanh ra phận râu mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Đồng ý không? Đó là trung đó. Bây giờ đến cái chữ hiếu đi. Chữ hiếu là gì? Chữ hiếu theo viết Gia Hán văn thì trên có chữ lão, ở dưới nó có chữ tử. Hai chữ này, hai bộ này nó gồm lại cái chữ hiếu, ám chỉ cho cái người con biết nuôi cha, cái người trẻ tuổi biết tôn trọng cái người già, trai nhỏ tuổi kính thành trưởng lão, còn gái bé thơ thì biết trọng tuổi già. Mà viết hai cái bộ này thành cái chữ hiếu đó của bác anh chị. Nhưng mà chưa nói được. Nói đến về chữ hiếu, Khổng Tử khi xưa đưa ra năm tiết mục. Nó gồm mà trong cái bộ đại học khi xưa đó: hiếu tử chi sự thân, hư cư tắc trí kỳ kính, dưỡng tắc trí kỳ lạ, bệnh tắc trí kỳ ưu, tan tắc trí kỳ ai, tế tắc trí kỳ nghiêm. Làm con mà thờ cha mẹ đó, ở với cha mẹ cho hết lòng kính trọng, nuôi cha mẹ hết lòng vui vẻ, cha mẹ bệnh phải hết lòng lo, khi cha mẹ chết để tang phải hết lòng thương tưởng, và đến ngày tế tự quải đơn phải hết lòng nghiêm chỉnh. Đó là năm tiết mục của Khổng Tử khi xưa. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy được cái người mà biết tôn trọng chữ hiếu là thờ cha kính mẹ. Giờ đây chúng ta thấy được trong cái quyển 3 của Đức Thầy đó: mẹ cha là cả trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, dường linh mà đơn quải mới là có chi cũng nấy. Vậy mà dân ôi, ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi ngay. Giờ đây Đức Phật khi xưa và tất cả trong Tam Kinh Tịnh Độ cũng đều nói vấn đề chữ hiếu đứng đầu của bác A Chim. Cho nên từ đó hôm nay đó, Đức Phật khi xưa Ngài nói về do hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh năng sanh Phật hạnh, dục đắc đạo đồng chư Phật tiên tu, hiếu dưỡng nhị thân. Nghĩa là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Muốn đắc quả đồng với chư Phật, điều kiện thứ nhất là phải lo nuôi dưỡng song thân. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy được con người có tông tổ, tức là có nguồn gốc của bác, nguồn gốc. Cho nên từ đó cây có cội mới tủ cành xanh lá, nước có cuồn nguồn mới chảy khắp rạch sông. Con người có tổ có tông như cây có cội, như sông có nguồn. Cho nên từ đó hôm nay nó con cha khó lắm cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời chính chữ gương mang. Giờ đây chúng ta đọc qua coi chính chữ thầy không có viết trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đâu. Chính chữ cụ lao này với mười ân thầy chỉ giới thiệu thôi. Ở đây có các vị lão thành, thầy giới thiệu dặn mười ân mới đạo làm con.
lúc sanh sống chơi nên phụ bạc cho thầy không viết cái ân thứ nhất, thứ nhì cho đến thứ mười không có đâu. Thầy chỉ giới thiệu à. Rồi trong chính chủ cụ lao, trong bài viết làng Mỹ Hội Đông, thầy nói là lo bề cúc dục cội thung. Nghe lời thầy dạy đó, diệt chung của đời. Vậy thì cúc dục đó là phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ ngổ sanh ngã, cù lao dục báu thâm ân hi hậu thiên dũng cực. Vậy đây chúng ta thấy được cái vấn đề chính chữ nó nằm ở trong cái bộ kinh của Đức Phật cái xưa là bộ kinh dịch đó. Một là sinh là cha sinh, hai là cúc là mẹ, mẹ đẻ, ba là phủ là dỗ về, bốn là phục là uống nít bông con, năm là xúc là bốn móm giờ nuôi nắng, rồi sáu là phúc là uống ăn đầy đủ, bảy là trưởng là nuôi cho lớn dốc, tám là cố là trong non, chín là dục là dạ dỗ. Mời quý vị cho anh đọc tay. Đó là chính chữ cù lao đó. Cho nên làm con khó trả nặng ơn sâu, trăm lòng con khó đặng đặng ân sâu, muôn việc trần gian hiếu đứng đầu. Chín tháng cưu mang nhiều khó nổi, ba năm vũ bộ cũng hèn lâu, tu hành trước phải tròn nhân đạo. Ra thế mấy hồng tránh bể dâu, ba dạng sáu ngàn là dễ, mấy ngày qua bỗng lại bóng thiều thâu. Không làm sao nó hết được của bác anh chị em. Cho nên lúc mà Đạt Ma đi sang qua bên Trung Hoa đó, để truyền đạo cho năm vị tổ, ngài hỏi ông Thần Quang vậy chứ, xin hỏi ông cái câu mà nó cạn nhất đó, là mẹ thương con như biển hồ lai láng, nuôi con một tháng bao nhiêu ngày. Thì Thần Quang nghe nói vậy ông cười, ông nói toàn ơi tưởng được. Dạ thôi giờ chúng tôi xin nhốt lại cái mẫu chuyện này để ăn. Ông sứ ngôn viên ông quèo quèo đi, có lẽ là ông nói thôi để kết thúc. Dạ. Vậy hả? Vậy hả? Vậy thôi tôi kể lại cái mẫu chuyện này chút xí vì giờ quay YouTube mà kiểu này đứt đoạn hết trơn thì sao. Dạ thì trong lúc đó đó ông cười, ông nói tràng ơi tưởng cái câu gì nó khó, cái câu này có đứa bé mà 8 tuổi nó không nói chuyện được thì thôi, nói chuyện được thì cái câu này nó dễ trả lời quá. Nó nói ừ dễ vậy, nó không biết trả lời được không. Thì Thần Quang trả lời theo tôi hiểu biết thì mẹ thương con như biển hồ lai láng, nuôi con một tháng 30 ngày, có 30 ngày chẳng vậy. Cái em Đạt Ma ông cười, ông nói vậy lầm rồi. Cái tình mẹ thương con thiêng liêng khâu đậm như vậy mà nuôi con nó chỉ có 30 ngày là ông tính cái 30 ngày là ban ngày đó. Còn cái 30 đêm mà con ỉ trây đó, dầm săn mình sắp mấy đau ốm chạy 30 đêm này ông để lại cho ai. Nói vậy ông mới nói là phải nói là mẹ thương con như biển hồ lai láng, nuôi con một tháng 45 ngày. Bởi vì hai đêm vô ngày cho nên nó là 30 đêm tức là 15 ngày nãy ngày nữa cộng chung với 30 ngày là 45 ngày. Cho nên thảo nào mẹ thương con cơm sữa đến 3 năm ti một tháng mà 45 ngày thế mãi. Con thờ mẹ tóc ta chưa mấy lúc, tiếng 3 năm nhưng mà có 24 tháng mà thôi. Bây giờ người ta để tang cho cha mẹ đó, thì lấy cái mốc của ông Đạt Ma khi xưa là có 24 tháng tức là 2 năm đây. Như cái ngày nay mà cái 2 năm mặn khó cho gia đình của chú Sáu đây. Nhưng mà vậy mà có số bà con người ta đi cầu nguyện đó, 100 ngày cái ta đòi xá tang rồi. Tôi nói Tràng ơi để cái tang khó làm ăn nó khó, thành ra xả sớm. Tôi nói nè lầm rồi, đi mà có tôi giải thích cho nghe rằng quý vị còn coi trong điển tích 24 bức tranh chữ hiếu bên Tàu, ông Thứng đứng hàng đầu đó, là nhờ đâu, là nhờ có chữ hiếu đó. Truyện xưa đế Thứng nên ngôi cả, tích cũ đề xà đắc đạo thông, kinh điển lưu truyền gương Phật thánh, nhờ lòng hiếu thảo được nên không. Như vậy là cái hiếu đó đó, Mạnh Tử khi xưa đưa ra ba điều: hiếu tự giả bá hạnh chi tiên, hiếu chí ưu thiên tắc phong vũ thượng thời, hiếu chí ưu địa tất vạn vật quá thành, mà hiếu chí ưu nhân tắc chúng phước lai trăng. Nghĩa là việc hiếu từ là trên hết các hạnh, hiếu động đến trời thì gió mưa hòa thuận, còn hiếu động đến đất thì vạn vật quá thành, mà hiếu cảm đến người thì các pháp đều đến. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy được hiện nay con người hiếu không dễ kiếm đâu cô bác anh em mà. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta ráng cố gắng hai điều, cho nên an phận hơn bề danh lợi tạm tề gia trung hiếu dạng thân mình. Nếu cho nó làm hai điều trung hiếu rồi nó ngang, thì Đức Thầy mới viết cái đoạn văn rõ ràng: trao thân phận đó rạng danh hiếu để rồi sao nè, thỏa giả thầy nó nơi chốn mây rồng. Đồng ý không? Sao đọc cái ta vậy? Thì thưa quý vị, giờ đây thì bốn câu thì chúng tôi lấy cái phần chú giải thôi à. Vậy thì non bồng tiên Phật sóc nhân sinh, trí huệ trao dồi kháng kệ kinh, an phận hơn bề danh lợi tạm tề gia trung hiếu diện thông minh. Chúng tôi lấy các bằng chú giải thiếu phần bình và đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà.
Dạ, kính thưa quý cô bác và anh chị em đồng đạo thân kính, em cháu xin thành lòng đọc lại một đoạn trong bài Nam Thơ Cẩm Tú. Nam mô A Di Đà Phật. Ngài vui tươi cũng đã còn mà